Cái khó nhất trong cuộc đời là sự chia sẻ. Hồi xưa mà tôi học với ông thầy, ông bao giờ cũng nói cái chữ mà đầu tiên đó, Partage avec les autres, tức là chia sẻ với mọi người. Nhưng bây giờ cái thế giới không có chia sẻ nữa. Mọi người bây giờ ngồi nhau 10 người, mỗi người cái máy, có gì đâu chia sẻ. Thậm chí nó muốn nói nhà nó nói bằng Facebook nữa. Đúng không? Thành ra cái sự chia sẻ không có. Và nếu như mà thế giới không có sự thay đổi thì chỉ cần 5 năm sau, 10 năm sau, cả một cái thế giới trầm cảm hết. Bây giờ bắt đầu thấy rồi đó. Hồi xưa mà lúc mà tôi nói mà mỗi người cầm cái điện thoại làm đó, thì lúc đó chưa có kinh khủng như giờ đâu. Bây giờ nó kinh khủng. Bởi vì người ta không nói nữa. Mọi người bắt đầu là không nói nữa. Sau này còn robot nữa lên thay vì nói chung là bị mất tiếng, mất thông tin thứ hai đó. Rồi trầm cảm luôn. Tín hiệu thứ hai. Robot chăm sóc người. Vậy là robot có vô đó mổ rồi đó. Phẫu thuật là robot phẫu thuật rồi. Đúng rồi, giờ Nhật robot nhiều lắm rồi. Cái cảm xúc không còn nữa. Mỗi ngày em cứ làm cái đẹp, em làm cái tốt, em làm cái gì đó cho xã hội, cho thiệt là tốt. Giờ mình làm cái tốt lên. Bây giờ kia tốt nó lên á, giống như em trồng hoa vậy á.